quay lên đấy và đứng lên trên cái đi, quay cẩn thận thôi chứ, quay này như này, quay xong tránh ra thế nào, có gì con kệ nó chứ mình đừng giật cơ mà, mè thôi em ạ. Nên đừng bình tĩnh nào, mẹ mè đéo đủ bơ đấy. Không vào chứ, vào không cắm đấy, vào mà mè nó vào, nếu mà nó nếu mà nó chép nó cắm thẳng đất dưới đất. Quay lên, quay lên, quay lên. Chép đấy. Ăn này. Chịu. Mày tao cũng mua luôn. Mày xem cái video ấy. Chuẩn vào. Mày điện thoại đâu? Không, nó cắm xuống dưới là chép. Trên cắm đồ xuống rồi chép. Đó biết chắc mè rồi. Nó thấy nhẹ lắm. Chép. Chép anh ơi. Mè. 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 Alo. Chú Lực có một con mè to lắm. Và hai con. Ồ lù. Ồ mè nhiều lắm. Quay luôn. Không. Múc. Rồi đi, nhấc một phát cuốn cân, nhấc luôn cân, nhấc lên luôn. Chiêu chưa lũ chiêu. To bé lắm. Giờ nó to mà chứ. Số quay em ơi. Cháy à? Thôi con nào. Đây là thành quả của anh em tôi nhé. Đây vào cái kết đây toang đây. Cái bình rượu đấy, cái bình rượu đấy Dũng đặt đằng sau này. Đây là cái kết của anh em tôi nhé. Toang toàn trác một bình rượu thôi. Nói chung là mồi chép mà hôm nay cả hồ. Đây là anh em ngồi kín này, cần cứ như răng như kiểu đan vào nhau luôn. Nhưng mà không ai nổ hàng gì đâu. Hôm nay cá đặc biệt không đi ăn một tí nào luôn. Mình rất là tiếc luôn. Kìa những ổ trong kia anh ấy ngồi mấy ngày cũng bữa trận về. Nói chung là anh em tất cả hồ hôm nay không nổ một con nào nhé. Lực rất là tiếc luôn. Vì ngày khai xuân mình muốn kiếm lấy một con để có thành tích một tí. Nhưng mà nó không được. Còn mè thì còn ở dưới kia rất là nhiều nhá. Anh em câu cả cum luôn. Rồi đến đây chắc là từ đến chiều nếu mà xem có thành quả gì không để em chiến đấu cái này nữa.
Nào anh em đâu, lại đi anh em ơi. Múc con kia luôn hết. Nào nào nào, lấu con kia được chưa? Để xem nào. Vâng, được cá phải nướng ăn luôn bà. Cụ ơi, được cá là phải nướng ăn luôn. Rồi ok, mang đến đi em ơi. Được rồi, quá chín cho thằng ấy. Chua con đây không đâu. Đây hôm nay nhá, ổ mồi của mình thì rất là bám mè luôn, mà cũng không hiểu vì sao làm mồi chép nhưng lại được mè. Không hiểu vì sao nhưng mà có lẽ là công thức mình cho nhầm cái hộp sữa vào đấy nên là nó thu hút mè, đàn mè đến quá. Đây hiệp thứ hai nướng cũng không hết nổi, đám mè vẫn còn kìa, trong tráng thì vẫn còn nổi lình phình kìa. Anh em con thì không thể tính được rồi, nhưng hôm nay thì cả hồ không ai nổ con gì nhá, không chép, không trôi, không chấm gì hết. Thôi chắc rằng mình cái đôi bác sẽ hẹn gặp lại một thời gian sớm nhất. Chúc các cụ nhiều sức khỏe nhá. Cứ vô tư mà đi tát hồ.